Em chào các bác nhé, lại là em đây. Em lại đang ở trong rừng rồi các bác ạ. Hôm nay thì em đi lấy cây cao su đỏ. Cây cao su đỏ thì chia sẻ với các bác rồi, đúng không? Nhưng mà hôm nay em lại đi lấy tiếp, bởi vì là đã hết rồi. Đợt trước, cách đây mấy tháng em vào đây lấy thì em nghĩ là lấy nó sẽ sử dụng được hơi lâu, nhưng mà không. Tại vì là cái cây cao su đỏ này là rất là nhiều bệnh nhân sử dụng, có bài thuốc của em ấy. Nên là hôm nay em lại lấy đây này các bạn. Gặp được cây cao su đỏ này thì nó, hôm nay thì em thì sẽ lấy đến cái to của nó rồi. Nó đỏ chót như này này. Cái này hay còn gọi là cây đố trọng nam ấy các bạn. Nhưng mà cây đố trọng này là đố trọng đỏ. Này, rất là nhiều nhựa đây này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhựa. Nhựa nó này. Nó đỏ nhá này. Nó đỏ như này. Khi cạo cái vỏ nó sẽ đỏ này. Nó cái này nó khác cây dây cao su trắng nhá. Cái dao cao su trắng thì nó cạo vào nó không đỏ đâu nhá. Cái đỏ này này, đây là cái đố trọng đỏ này. Đây nhựa nó này, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Cái này là sử dụng trong bài thuốc bệnh trí, loài gióm ạ, thì không thể thiếu được. Và bài thuốc dạ dày, bài thuốc sa tử cung. Nói chung là liên quan đến dạ dày thì dùng cây này. Viêm đường ruột các kiểu cũng dùng đến cây này. Và bệnh trí thì đặc biệt bệnh trí là trong bài thuốc chứa bệnh trí, chứa loài gióm ấy. Mà các bạn không có cây dây cao su đỏ này nó không có hiệu quả đâu nhá. Nên là cố gắng tìm cây dây cao su đỏ này dùng. Cái dây cao su đỏ này nó thì khá hiếm, nó không còn, hầu như nó không có đâu. Em phải tìm mãi thì mới thấy được. Cây này thì đợt trước em lấy một lần rồi, em đã chia sẻ với các bác rồi. Có một số bác đã được xem video của em rồi. Đấy, em đã chia sẻ rồi. Đây, cái gốc của nó vẫn còn, gốc to đùng kìa. Nhưng mà hôm nay thì em lại về lấy tiếp. Không lấy được nhiều các bạn, lấy được một vác thế này thôi. Vác thì nó đã khó lắm rồi, đi nó không đơn giản đâu. Đây là cái lá của nó này các bạn. Cái lá của cái này thì nó đỏ thì cái ngọn nó sẽ đỏ đỏ như này. Này lá này, lá này các bạn. Cái lá già thì nó sẽ tròn hơn nhé các bác nhá. Lá nó già nó sẽ tròn hơn nó này. Nếu mà các bạn nhìn ngược thế này thì giống cái lá ngón ấy, nhưng mà không phải đâu nhá. Cái này nó có nhựa, khi các bác vặt cái lá nó ra thì nó sẽ có nhựa này. Đấy, đây này. Nhựa này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây có nhựa này nhá. Đấy, khi các bạn vặt nó ra nó sẽ có nhựa. Nhưng mà cây này thì nó hiếm lắm, không có đâu. Hầu như là chia sẻ với các bạn thì để cho các bạn biết thêm thôi. Đặc biệt là trong cái bài thuốc dạ dày và bài thuốc bệnh trí mà không có cây này nó không có hiệu quả đâu. Nó không có hiệu quả thật các bạn ạ. Đấy, các bác dùng thuốc thì phải dùng đủ vị thì nó mới hiệu quả được. Bài thuốc dạ dày của em thì không thể thiếu được cây này. Bài thuốc chữa bệnh trí của em không hiểu tí này, không thể thiếu được cây này. Rất là nhiều bác thì cứ bị bệnh một tí là đi bệnh viện, bởi vì các bác chưa tìm hiểu về đông y. Nhưng em khuyên thật với các bác là các bác nên tìm hiểu về đông y đi. Uống những cái thuốc này nó không hại đâu, nó lại tốt cho những cái bệnh liên quan đến đường ruột này, sa tử cung này. Đặc biệt chị em phụ nữ mà bị viêm nhiễm là cũng dùng cây này, nó cũng tốt này. Trong bài sa tử cung là không thể thiếu được cây này. Phải cố gắng đi tìm cây này. Thực ra khi em đi hái thuốc này em cũng rất là lo lắng, bởi vì lo lắng là nó sẽ hết, không còn cây này nữa. Mà các bác phải biết là những cây thuốc này đừng có khuyên nhau là trồng các bác ạ. Nó chỉ mọc tự nhiên ở trong rừng thôi. Chứ là các bác trồng thì các bác trồng được mấy năm thì nó cũng chỉ to bằng này thôi. Nó chỉ to, cứ to lên nó trồng, nó cũng chỉ thế thôi. Gọi là để bảo tồn cây thuốc thì trồng thôi. Chứ còn những cây thuốc như này thì nên thu hái ở rừng. Vậy nên là không phải là thầy thuốc nào cũng có được cây này. Không phải thấy thuốc nào cũng có cây dây cao su đỏ này đâu. Bởi vì nó khá hiếm, nó không có nhiều. Tìm mãi thì mới có. Em thấy nhiều bác thì cứ đi viện, bị bệnh trí cứ đi viện. Em thấy đi viện nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nó còn đau hơn. Đợt vừa rồi thì em có dịp vào bệnh viện thì em thấy những cái bệnh đơn giản lắm các bác ạ. Như là bị sỏi thận này, đái không được này. Đấy, tiểu bút, tiểu rất mà. Các bác đi nằm viện này, ho này. Ôi dồi ôi. Các bác nên tìm hiểu về đông y đi các bác ạ. Những cái thuốc này nó rất là tốt. Bản thân em là thầy thuốc cho nên là chữa bệnh cho rất là nhiều người. Cái thuốc nào mà em đi lấy nhiều ấy, thì nó có nhiều bệnh nhân sử dụng, đặc biệt là như ví dụ như thuốc dạ dày ấy, em rất là nhiều bệnh nhân sử dụng, bệnh trí cũng thế, cho nên là hôm nào em cũng đi tìm, hầu như là em chỉ đi tìm những cái loại thuốc về bệnh trí và bệnh gan thôi. Đấy, còn những cái bệnh lý khác thì người ta dùng ít thì mình lấy ít thuốc thôi các bác. Lá của nó đây nhá, cao su đỏ nhá các bác nhá. Đấy, bác nào bị bệnh trí thì alo cho em, bị dạ dày thì alo cho em.